ước muốn cho tôi như không tuyệt hay tình yêu Chúa rộng sâu. Có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù trong cuộc sống đầy thử thách gian nan đang chờ, tâm linh an bình và yên vui ca hát thảnh thơi. Qua những khó khăn tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn. Có Chúa dương nuôi đời tôi thấy quá lòng, dù nghèo vật chất mà cuộc sống tâm linh không nghèo. Quên đêm luôn ngày Ngài nuôi tôi như cánh chim non, phong phú đức tin giàu sức sống tình thương. Đời tôi bay cao như chim, không gian mênh mông nhìn lên thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Lớn quá ước muốn ban cho như không tuyệt hay tình yêu Chúa rộng sâu. Đời tôi bay cao như chim, qua không gian mênh mông em thiên nhiên xinh tươi Chúa ban. Lớn quá ước muốn cho tôi như không hay tình yêu Chúa rộng sâu. Người lòng dạ đinh ninh, chữa lành tật bệnh, ân tình trời ban. Bước lên sườn núi phía sau, bảo môn hãy cùng nhau họp bàn vì ngày đại. Lễ Chúa ban cho người Do Thái đăng đàn vượt qua, lễ này sắp sửa diễn ra. Bước lên ngài thấy dân đà quá đông, quay qua Philip hỏi ông làm sao có bánh ăn. Hỏi cho có thử lòng nhân để xem Philip xoay vần ra sao. Philip miệng cứ ừ ào, cả năm lương bổng mua nào đủ chưa. Anh Rê em của Fierre bách ngài một bé mới vừa đem theo, lúa mạch năm bánh tí teo, cùng hai con cá dân nghèo cũng chê. Chúa rằng thôi được ra đi, bảo dân ngồi xuống trên dè cỏ xanh. Môn đồ phát tính sơ qua, tổng cộng có lẽ vượt qua 5.000. Chúa cầm bánh cá tạ ơn rồi trao cho các môn đồ chia ra, người ăn ít kẻ tối đa, no nê rồi vẫn dư thừa đầu đuôi, gom vào đầy giỏ 12, đem quăng xuống biển cho loài cá ăn. Dân xem phép lạ ngài ban, khéo đây chính đấng thiên thần cứu dân. Chúa biết ý họ quân phân, tôn ngài muốn ép xuống trần làm vua. Ngài bèn lảng tránh dân ưa vào nơi vắng vẻ cho vừa qua đêm. Tiếp theo là Chúa đi bộ trên mặt nước. Chiều hôm môn đệ xuống thuyền hướng sang bờ biển đến miền Capernaum. Trời tây mau xuống tối om, Chúa Giêsu vẫn đang còn ở trên. Bất ngờ lộng gió nổi lên, biển động dữ dội, xô thuyền ra khơi. Chào đi đã 6 cây rồi, thấy Chúa lướt nước đến nơi gần thuyền. Môn đồ mặt ngó láo liên, dáng vẻ sợ hãi, nhãn tiền thấy ma. Thương trò Chúa cất tiếng la, ta đây đừng sợ, ma là ai đâu. Nghe lời muốn rước Chúa mau, nhưng thuyền đã cập vào cầu Capernaum. Dạ xin hết.